Năm nay, huyện Thanh Trì có 147 tân binh nhập ngũ, trong đó có 17 thanh niên nhập ngũ ngành công an. Đây là những công dân có đạo đức tốt được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Và chất lượng công dân của huyện Thanh Trì giao cho các đơn vị quân đội và công an để bảo đảm chất lượng rất cao. Trong đó có 60% công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2. Số công dân tốt nghiệp đại học cao đẳng là 25%. Thế và năm 2020 thì huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban ngành đoàn thể và các địa phương rất quan tâm đến chế độ chính sách cho công dân nhập ngũ. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về đề phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, Hội đồng quân sự huyện Thanh Trì đã chỉ đạo trạm y tế xã, bệnh viện đa khoa huyện cấp phát khẩu trang, dung dịch rửa tay miễn phí cho tân binh. Lực lượng cán bộ đưa đón công dân tới trạm giao quân và người dân tiễn tân binh. Đồng thời rút ngắn thời gian tổ chức lễ giao nhận quân theo hướng trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. Chính vì vậy các tân binh đều cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ khi lên xe về đơn vị đóng quân. Cảm xúc của tôi bây giờ là rất là hồi hộp và thứ hai là nghẹn ngào khi mà chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình thôi. Nghẹn ngào đây là thứ nhất là vừa phải xa gia đình, còn đâu là nghẹn ngào đấy là tự hào được cống hiến cho tổ quốc mình. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhờ phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự của các đối tượng trong phạm vi điều chỉnh của luật đã được nâng cao. Quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Việc phát lệnh gọi nhập ngũ đến các công dân đúng thời gian quy định, có tỷ lệ dự phòng phù hợp và bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Toàn thành phố có trên 900 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng là 1.875 người, đạt trên 53%.